Rồi, số 1 bắt đầu thi. Cái bánh sao? Hỏi. Sẽ không mua. Chẳng vậy. Chạy 4 bài thi 80 là lộn nha. Được phạm 4 lỗi thôi nha. Bây giờ phạm 1 lỗi vô hình rồi. Tăng ga lên. Đây là phần tập thứ 2 của mình, là mình sẽ chấp điểm thi thử cho mấy bạn biết mình đậu hay rớt nha các bạn. Từ đó mình biết là đánh giá kết quả tập như hôm nay. Lấy xét bên trái mới ra hình nha em. Xe 02 bắt đầu thiên. Ok, các bánh sau, các bánh đầu tiếp. Xe 01 chạm vạch. Rồi. Ok luôn. Tốt. Đánh lái liên tục, quẹo phải liên tục nha. Vô cua mình phải đánh liên tục thì nó mới vô cái quỹ đạo được. Rồi, tiếp tục. Nhưng phải có chớn nha các bạn. Giảm hết ga, thả chớn xuống thôi. Xe 03 tốt luôn. Bắt đầu thiên. Cái bánh sau, cái bánh đầu. Xe 03 chạm vạch. Xe 01 đi đạt. Rồi. Không biết mấy bạn thi sát hạch thường thường mấy bạn sẽ rung ở chỗ nào? Có ai bị rung không, hồi hộp không? Mấy bạn sẽ lo lắng ở chỗ nào? Có gì bình luận cho mình tham khảo với nha. Xe 04 bắt đầu. Xe 03 chạm vạch. Cái bánh đầu. Xe 04 chạm vạch. Hai lỗi. Xe 04 chạm vạch. Rồi, kéo ga lên nè. Xe 03 chạm chân xuống đất. Xe 03 chống chân bị trừ 5 điểm, cán vạch bị trừ 5 điểm nha. Đi sang hình loại trực tiếp, ngã xe loại trực tiếp. Xe cả hai bánh xe bên ngoài hình loại trực tiếp. Mình sẽ cho học viên sắp qua hàng ở đây để giúp bạn chú theo dõi cái bài tập của các bạn khác. Sẵn đó là mình có chỗ ngồi thì nội dung tập của mình là đơn giản vậy thôi. Bài này chạy tốt nè, chạy vậy ok ha. Đúng rồi, ok, nội dung của mình như vậy thôi các bạn. Xe 01 chạm vạch. Rồi, mình chỉ quay ngắn như vậy thôi. Đó là hai nội dung mà mình phải tập một buổi tập. Các bạn đăng ký bên mình đều được tập như vậy hết á. Và chỉ các bạn học viên đăng ký bên mình mới được tập như vậy thôi, chứ các bạn khác sao không có được tập như thế này. Và mình không có dạy riêng đúng không ạ? Rồi, các bạn lưu ý cái này nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã xem. Xe 01 thi đạt.